xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề ở trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang cung cấp các sản phẩm dịch vụ như là bán các bộ video hướng dẫn hóa âm phối khí, nhận hóa âm phối khí sáng tác mới, dạy hóa âm phối khí online và offline và cũng như là bán đồ phòng thu, rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có hai group về FL Studio và Ableton Việt Nam, rất là mong anh em tham gia. Đây là các bộ video hướng dẫn mà mình đã làm được. Ok, hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một bài hướng dẫn cơ bản về FL Studio, đó là Automation. Định nghĩa của Automation và cách sử dụng Automation như thế nào cho hợp lý nhé. Ok, trước khi vào bài thì mỗi một video hướng dẫn thì mình rất là vui mừng được giới thiệu đến với các bạn một sản phẩm mới của mình, hoặc là làm cho khách, hoặc là mình làm để phát hành. Và đây sẽ là sản phẩm của chúng ta, đó là bản Breakfast của G Ducky. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhé. Này Ratatou, chắc anh trở thành lên Guni. Anh đưa em lên sofa, xem phim như GGV. I'm finding out a sport, they call me the Trinity. Em mây lên đi, đu đưa đi, từ Tây Ban Nha sang Tunisi. Linh đênh trên du thuyền, mà anh thả đâu đây. I'm creamy over you, vì em là quả dâu tây. On a Dubai trip, mua cho em thật nhiều vàng. Baby please give me the beat, đêm nay anh được chiều nàng. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Rồi, ok, và vừa rồi là cái project mà mình muốn giới thiệu cho các bạn lần này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy những cái đường đồ thị như thế này. Thì đây sẽ là automation. Và cái nguyên lý của cái automation, đầu tiên cái định nghĩa automation thì nó là một cái điều khiển tự động. Nghĩa là khi mà các bạn điều khiển một cái chức năng nào đó, bất kỳ một cái công tắc, một cái cần gạt, một cái nút bấm đó, thì các bạn có thể là theo thời gian các bạn sẽ có thể quyết định được là lúc bấy giờ nó có giá trị như thế nào. Ví dụ như trong cái volume của cái file số 1 hoặc là cái phần kickstart, đây mình phần ví dụ phần kickstart cho nó dễ. Thì ở đây mình có một cái kickstart và mình automation cái phần này, thì các bạn sẽ thấy được là cái giá trị của cái núm vặn này nó sẽ đi theo cái đường đồ thị của chúng ta. Nó sẽ phát đầu xuất phát từ 0 và lên đến 100. Và nếu như mà cái đường đồ thị có giá trị bao nhiêu thì cái nút vặn của mình, của phần kickstart, nó sẽ có giá trị bấy nhiêu. Giả sử như bây giờ mình thay đổi nó đi, nhưng khi mà bắt đầu cái phần đồ thị này nó có một cái giá trị nhất định thì cái núm vặn của chúng ta sẽ tự dưng sẽ thay đổi giá trị về đúng. Này Ratatou, chắc anh trở thành Lin Guni. Anh đưa em lên sofa, xem phim như GGV. I'm finding out a sport, they call me the Trinity. Em mây lên đi, đu đưa đi. Các bạn sẽ thấy nó chuẩn bị lên này. Linh đánh trên du thuyền mà anh thả. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ có một cái phần lead. Chúng ta sẽ có cái phần lead này. À, các bạn sẽ thấy nó rất là tối, cái tiếng lead của chúng ta. À. À. Thì các bạn đang thấy là mình đang điều khiển cái giải tần số như này. Và mình sẽ cắt nó đi. Đấy, như này thì các bạn sẽ nghe thấy nó đủ. Nhưng mà khi để nó chạy thì âm thanh nó bắt đầu cắt từ phía dưới này. Và dần dần thì cái giá trị của nó sẽ được đẩy lên theo cái đồ thị. Đầu tiên thì mình để khoảng 50% này thì nó rơi ở vị trí 1k. Rồi, ok, và bắt đầu là cái điểm di chuyển. Đấy, các bạn thấy cái núm vặn nó bắt đầu tăng lên nhá. Đấy, vị trí của nó thay đổi này. Đó. Rồi, đó là toàn bộ phần định nghĩa. Và tiếp theo là các bạn tạo
nó như thế nào. Đầu tiên thì các bạn muốn automation tất cả những cái VST mà có sẵn trong FL, gọi là stock đấy, hoặc là tất cả các hiệu chỉnh có sẵn trong FL. Các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ việc click vào cái vị trí mà cần điều chỉnh. Ví dụ đây thanh master này, đó, các bạn muốn điều chỉnh volume, các bạn click chuột phải vào, nó sẽ có phần create automation clip cho các bạn. Trước khi làm thì các bạn select trên playlist cái vị trí, cái điểm mà các bạn muốn điều chỉnh. Nếu mà các bạn không muốn là cái automation của bạn sẽ kéo dài nguyên từ đầu đến cuối project thì nó sẽ rất là vướng. Thì ở đây mình muốn là cho cái đoạn âm thanh của chúng ta nhỏ xuống từ từ và tắt đi một số bài nhạc nhẹ, thì nó sẽ có kiểu như thế. Mình sẽ create automation clip thì các bạn sẽ thấy được là cái thanh automation của master nó nằm ở đây. Và khi mà các bạn kéo xuống thì cái giá trị của cái thanh fader này nó sẽ giảm dần. Đó là giá trị của nó có thể thay đổi được. Tiếp theo là các bạn cũng có thể là panning. Một ngày xưa có cái thể loại nhạc cứ đặt tên là nhạc 8D đấy. Thực ra nó chỉ là một cái panning để cho nó chạy được, cho âm thanh của chúng ta chạy vòng tròn thôi. Đây, thì mình select cái phần này nhá. Và các bạn đeo tai nghe vào, nhưng mà nhớ là cẩn thận không ngất nhá. Đây, thì nó có phần panning. Thì bình thường khi mình panning như này, nó sẽ lệch hết sang bên trái. Đây, lệch hết sang bên phải. Nhưng bây giờ thì mình sẽ không để cho nó như thế nhé. Mình sẽ cho nó chạy sang trái rồi sang phải. Thì mình đơn giản mình create automation clip thôi. Khi mà các bạn đang thấy mà cái thanh panning như này nó là 50% thì nó sẽ nằm ở giữa. Đấy, thì các bạn ví dụ đưa lên trên này thì nó sẽ có cho các bạn một cái quy ước. Thì ví dụ như là nó sẽ đi hết sang bên phải khi mà lên 100% và hướng 0% thì nó sẽ lấy hết sang bên trái. Thì nếu mà mình đặt như này thì nó sẽ di chuyển từ trái sang phải sau mỗi nhịp. Đó, và nếu như các bạn muốn nó xoay nhanh hơn thì các bạn lấy cái nhịp nó ngắn hơn. Ví dụ bây giờ mình để chế độ là beat này. Đó, mình gạt như này. Đó, mình tiếp tục lại gạt này. Rồi, thì các bạn thấy nó lặp lại ở ô số 2. Thì mình sẽ cắt cái ô số 2 đi. Và mình sẽ kéo cái này ra thôi, bởi vì nó lặp lại mà. Giữ shift để kéo ra. Đó, rồi ok. Đấy là với các VST có sẵn của FL Studio. Còn ngoài ra đối với các VST ngoài thì sao? Bây giờ thì nó hơi phức tạp nhỉ. Bây giờ mình sẽ để 50% và mình sẽ create automation clip lại. Mình xóa cái pending cũ đi. Và mình xóa nốt cái pending này đi thì nó sẽ không di chuyển. Đó. Và đối với các VST mà nằm ngoài FL mà các bạn muốn thay đổi thì sao? Giả sử bây giờ thì mình có một cái ở trong cái baseline. Đó. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển về cái VST có sẵn của nó đây. Đó, ví dụ bây giờ bạn muốn automation cái filter cắt off. Cái này không hay. Cái này đi. Vẫn chưa thấy cái gì hay ho khi mà chưa. À ok. Đó, thì các bạn thấy là có một cái bass của các bạn nó có thể kéo dài ra. Đầu tiên các bạn có muốn nó chơi nó nảy như này. Đó, nhưng một lúc sau các bạn muốn nó ngân dài ra để cái bass của mình nó có uy lực hơn kiểu như này chẳng hạn này. Đó, thì muốn tạo automation clip cái đó thì như này, sẽ như này. Các bạn sẽ select toàn bộ cái phần mà các bạn cần. Đó, các bạn bật đâu, sorry, đây bên này. Đây gốc nó là như này. Và bây giờ thì các bạn muốn automation thì các bạn sẽ vặn cái phần này. Thì các bạn có hai cách. Một là các bạn click chuột phải vào cái vị trí multi-link to controller thì các bạn sẽ có phần create automation clip. Đó. Thì lúc này nó sẽ có một cái envelope base.
đó, một cái automation đó. Thì bây giờ giả sử như là trong một bài thì các bạn nếu thấy nó nảy 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 mãi như thế, nó nhàm chán quá, thì các bạn cũng có thể đẩy lên ở một vị trí nào khác. Đây ví dụ như này, các bạn đang thấy nó đẩy bình thường đúng không? Thì mình đẩy ở vị trí này lên. Ở đây nó có cái phần copy với cả paste giá trị đó, thì các bạn có thể click chuột phải để tạo thêm một điểm mới nữa nhé. Thì mình paste cái giá trị vào thì nó đều bằng. Lúc sau thì mình đẩy lên và mình lại rồi lại mình lại hạ về chỗ cũ. Đó, thì đây ví dụ như này. Thì để cho cái baseline của mình nó sẽ phong phú hơn. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ mở thử cái này lên. Đó, tắt cái lid này. Đó, các bạn có nghe ra không? Bây giờ mình mở ngang cái kick này, phế vào baseline. Đó, rồi ok. Và các bạn lưu ý một cái nữa nhé, đối với các cái sound mà khi mà các bạn mở riêng một mình nó mà các bạn tắt cái automation đi thì đôi khi nó kêu nó không giống như ý muốn của các bạn. Đây, giả sử như bây giờ thì mình sẽ có cái phần lead này. Đó. Đó, thì khi mà các bạn bình thường là các bạn bật lên thì nó sẽ có automation. Âm thanh của bạn sẽ tối như này. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn click chuột phải nó kêu một mình thì nó lại kêu như bình thường, khiến bạn không thể hình dung để các bạn điều chỉnh tốt được. Thì có một cái thủ thuật mà mình thường dùng như này. Mình sẽ hạ tất cả các automation xuống ở vị trí gần nhau. Sau đó là các bạn hãy khóa cái phần âm thanh của nó lại. Nghĩa là khóa cái công tắc, nghĩa là khi mà các bạn có tác động như thế nào, hãy các bạn mở, các bạn bật tắt automation kiểu gì, các track kiểu như nào thì nó vẫn không thay đổi. Thì các bạn bấm shift, giữ shift và các bạn click chuột thẳng vào đó, nó sẽ khóa lại. Thì các bạn có mở cả bài lên hay là các bạn chỉ mở một kênh thì là cái automation nó vẫn được hoạt động bình thường. Ok, vừa rồi là toàn bộ cái phần hướng dẫn về automation cũng như là cách thức hoạt động và ứng dụng của nó. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn hãy click và tự chọn những video mà các bạn có thể thấy là phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào danh sách phát để có câu trả lời thỏa đáng hơn cho thắc mắc của các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.